huấn luyện viên Park Hang-seo chọn hàng tiền đạo nào cho đội tuyển Việt Nam. Sau chuyến sang châu Âu xem Alexander đặng thi đấu ở giải Na Uy, huấn luyện viên Park Hang-seo không bình luận nhiều về cầu thủ Việt kiều này. Hiện giờ, chỉ có ông Park là hiểu rõ Alexander đặng có phù hợp với đội tuyển Việt Nam hay không. Đồng thời, ông Park cũng thừa hiểu, nếu nói quá nhiều về một cầu thủ khi chỉ mới xem cầu thủ đầy đá một trận, có lẽ hơi vội vã. Chuyện Alexander đặng có khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới hay không, vì thế, vẫn là câu chuyện còn để ngỏ. Trong khi đó, King's Cup, giải đấu mang tính rà soát đội hình của đội tuyển Việt Nam trước vòng loại World Cup 2022, đang đến gần. Trước mắt, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chọn những gương mặt mà ông có thể gọi vào đội tuyển ngay lập tức. Trong số các tiền đạo vốn quen mặt với ông Park thời gian qua, cho dù phần đông các tiền đạo này không có phong độ tốt, thì vị huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn sẽ cố gắng tìm ra phương án tốt nhất cho hàng tiền đạo của đội tuyển quốc gia. Tại ASEAN Cup 2019, đội tuyển Việt Nam khi đó đăng ký 5 cầu thủ có thể đá tiền đạo là Công Phượng, Đức Trinh, Tiến Linh, Văn Toàn và Phan Văn Đức. Trong số này, Công Phượng Incheon United Hàn Quốc và Đức Trinh SHB Đà Nẵng hiện có phong độ không tốt, Phan Văn Đức, SL Nghệ An và Nguyễn Tiến Linh B Bình Dương chỉ mới vừa trở lại sau chấn thương. Chỉ có Văn Toàn là đang thi đấu ổn định, xứng đáng với vai trò trụ cột của câu lạc bộ Ha Gia Lai trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng tại V-League. Dẫu Văn Toàn có bất lợi về thể hình, nhưng cầu thủ này có lợi thế và tốc độ và điểm mạnh khác là kỹ thuật. Trong trường hợp các trung phong khác đều không tạo được niềm tin, cũng như Alexander đặng chưa được chọn cho King's Cup, khả năng Văn Toàn đá trung phong ở đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới là cực cao. Một cầu thủ khác cũng có thể được tính đến là Hoàng Đức Viettel, ngôi sao mới nổi của đội tuyển U23 Việt Nam và của câu lạc bộ bóng đá Viettel tại V-League. Hoàng Đức thường chơi tiền vệ tấn công trong màu áo câu lạc bộ chủ quản, nhưng khi cần anh có thể đá tiền đạo lùi, như cách anh vẫn đảm nhiệm vai trò đấy trong sắc áo đội tuyển U23 Việt Nam, tại vòng loại U23 châu Á vừa qua. King's Cup là giải đấu giao hữu, và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tận dụng cơ hội này để thử nghiệm các gương mặt mới. Văn Toàn có thể tạm gọi là gương mặt mới ở vị trí chính thức trong vai trung phong của đội tuyển quốc gia, trong khi Hoàng Đức là gương mặt mới hoàn toàn ở cấp độ này. Kim Điền, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.